Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Xuôi, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Sau bao tháng ngày chấp mê bất ngộ, có vẻ Zelensky cũng đã tĩnh tâm và suy nghĩ thấu đáo hơn khi muốn đàm phán về một nền hòa bình công bằng với Nga. Đây quả là một điều khó tin, vì từ trước đến nay, những gì Zelensky làm là hung hăng khẩu chiến trước truyền thông và đưa ra những điều kiện phi thực tế, trẻ con nghe cũng thấy cười. Liệu người dân Ukraine có thể tin tưởng Zelensky lần này không? Người anh cả của Ukraine là Mỹ có ý kiến gì khi thấy đứa em của mình đưa ra quyết định như vậy? Mọi thông tin chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay. Mời anh em cùng theo dõi! Mới cách đây vài ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine đang phải một mình trả giá đắt vì xung đột với Nga và Kiev quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực giành lại lãnh thổ. Trong bài trả lời phỏng vấn The Economist đăng tải hôm 15 tháng 12, Tổng thống Zelensky nhận định Ukraine không còn lựa chọn nào khác là phải chiến đấu để khôi phục lại đường biên nước này như năm 1991, vì thế giới đã thất bại trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev. Ông cũng cho rằng Ukraine đang phải một mình trả giá đắt vì cuộc xung đột với Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định một lệnh ngừng bắn dựa trên tình hình chiến trường hiện tại sẽ tạo ra hòa bình giả tạo và Washington sẽ ủng hộ Kiev với bất kỳ quyết định nào mà nước này đưa ra. Khi được hỏi về nhận định từ nhà ngoại giao Mỹ về việc lấy lại lãnh thổ bị Nga giành quyền kiểm soát từ ngày 24 tháng 2, ông Zelensky nhấn mạnh, ông muốn khôi phục biên giới như năm 1991, bao gồm cả Crimea và toàn bộ Donbass. Đó là cách cuộc xung đột này khép lại, vì nếu không như vậy thì nghĩa là nó chưa chấm dứt, nó chỉ đóng băng. Nếu đơn giản để lại mọi thứ như hiện nay và nói, được rồi hãy dừng lại và họ sẽ lấy Donbass, phía nam Ukraine hoặc một phần phía nam và họ vẫn sẽ kiểm soát Crimea. Tại sao chứ? Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó, không ai sẽ tha thứ cho việc đó, ông nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc đóng băng cuộc chiến nghĩa là Nga có thêm thời gian để trở nên mạnh hơn, sẵn sàng giành nhiều lãnh thổ hơn. Ông Zelensky thừa nhận việc khôi phục lại tình trạng như ngày 23 tháng 2 là bất khả thi vì không ai hiểu đảm bảo an ninh có nghĩa là gì. Theo ông, bản ghi nhớ Budapest ký năm 1994 có nghĩa là toàn bộ thế giới nên đến để giải cứu Ukraine. Nhưng cả thế giới đã không tới như chúng ta đã thấy. Chúng tôi đã từ bỏ vũ khí hạt nhân, đánh đổi chúng cho những đảm bảo về an ninh. Những điều kiện đảm bảo ấy có hoạt động không? Không, ông nói. Vì sao Ukraine lại phải một mình trả giá đắt như vậy? Chúng tôi rất biết ơn những người ủng hộ chúng tôi, nhưng chính chúng tôi mới là những người đang trả giá vì cuộc chiến. Tổng thống Ukraine nói, theo ông Zelensky, giao tranh sẽ chỉ dừng lại khi toàn bộ thế giới đứng về phía Ukraine và buộc Nga phải rút quân về khu vực biên giới năm 1991 và trả tiền bồi thường cho nhiều thế hệ. Hồi đầu tháng, nghị sĩ cấp cao, lãnh đạo phái đoàn đàm phán của Ukraine David Arakhamia nêu ra 4 điều kiện để Kiev thương lượng về an ninh với Nga bao gồm rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, trả tiền bồi thường chiến sự, trừng phạt tất cả tội phạm chiến tranh, tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài tới tháng thứ 10, nhưng giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt và chưa có dấu hiệu hai bên sẽ nối lại đàm phán sau nhiều tháng đình trệ. Cuối tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev thể hiện thiện chí, chính trị để thảo luận về các yêu cầu của Moscow. Điện Kremlin nói rằng việc Ukraine từ chối đàm phán buộc Nga phải thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này gần đây. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trước đó nói nước này không phản đối các cuộc đàm phán. Theo nhà ngoại giao Ukraine, để các cuộc đàm phán diễn ra, Nga phải ngừng nhầm lẫn giữa đàm phán và tối hậu thư. Ông cũng khẳng định một nền hòa bình công bằng bắt đầu bằng việc khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thuận theo lời khuyên của người anh lớn thân thiết Hoa Kỳ, Zelensky đã gật đầu về việc ông ta sẵn sàng tìm kiếm một nền hòa bình công bằng. Một nền hòa bình công bằng? Tôi không biết. Tôi không biết hòa bình công bằng là gì. Đó là cách mô tả rất triết học, ông nói trong cuộc họp báo chung. Đối với mỗi người trong chúng ta, nền hòa bình công bằng trông có dáng vẻ khác nhau. Đối với tôi, với tư cách là Tổng thống, một nền hòa bình công bằng có nghĩa là không thể chấp nhận những thỏa hiệp liên quan đến chủ quyền, tự do và toàn vẹn lãnh thổ đất nước tôi. Bồi thường mọi thiệt hại do sự xâm lược của Nga gây ra, ông ta nói thêm. Tổng thống Biden cho biết, trở ngại chính để giải quyết vấn đề này vẫn là việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không sẵn sàng làm điều đó, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine với sự giúp đỡ của phương Tây có thể giành thế áp đảo trên chiến trường.
Zelensky sau khi nghe những lời này từ anh Biden thì cũng phát biểu vô cùng khí thế. Tôi thực sự muốn cùng nhau chiến thắng. Không, không phải là muốn, mà là tôi chắc chắn về điều đó. Quyết định của Zelensky bị ảnh hưởng phần lớn từ người bảo hộ tận tâm Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby hôm 21 tháng 12 nói rằng Mỹ sẽ rõ ràng ủng hộ con đường ngoại giao phía trước của Ukraine và Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho rằng Tổng thống Joe Biden hy vọng về một nền hòa bình công bằng ở Ukraine. Tổng thống Joe Biden rõ ràng muốn tìm kiếm một nền hòa bình công bằng ở Ukraine, phù hợp với những gì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn đạt được. CNN dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho hay, Tổng thống Zelensky có quyền quyết định đàm phán hay không và khi nào đàm phán, và ông ấy có quyền quyết định những gì có thể đàm phán. Chúng tôi rõ ràng sẽ ủng hộ con đường ngoại giao phía trước, ông John Kirby nói. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn John Kirby từ chối bình luận về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh hòa bình, nói rằng chính quyền Mỹ muốn nghiên cứu thêm về điều này. Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2. Hôm 21 tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot nằm trong gói viện trợ 1,85 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine. Theo đó, Mỹ sẽ chi 1 tỷ đô la Mỹ để cung cấp cho Ukraine năng lực phòng không và tấn công chính xác được mở rộng và 850 triệu đô la Mỹ hỗ trợ an ninh. Quyết định triển khai hệ thống tên lửa Patriot của chính quyền Biden được đưa ra bất chấp những lời cảnh báo từ Nga. Moscow cho rằng việc Washington cung cấp dàn tên lửa đất đối không tiên tiến như vậy sẽ là bước đi mang tính khiêu khích, đồng thời tuyên bố hệ thống này sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Về độ khó hiểu trong những bước đi, thì Mỹ đứng thứ hai không ai dám chủ nhận. Mới đầu tháng 12, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo ở Ukraine, Nga và Mỹ đã cáo buộc nhau không quan tâm tới khả năng đàm phán hòa bình trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn và biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Cụ thể, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia nói rằng Moscow ghi nhận sự quan tâm đáng kể của phần lớn các nước thành viên Liên Hợp Quốc về một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi đang xem xét điều này một cách nghiêm túc. Chúng tôi khẳng định sẵn sàng đàm phán, ông Nebenzia cho biết, đồng thời nói rằng mục tiêu sẽ là xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ buộc chúng tôi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Ông Nebenzia cáo buộc các nước phương Tây không quan tâm đến một giải pháp ngoại giao ở Ukraine, mà thay vào đó tiếp tục mở rộng viện trợ vũ khí cho Kiev. Những gì bạn đang thấy bây giờ là một cuộc chiến đang diễn ra giữa phương Tây với Nga. Điều này khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục với các mục tiêu của cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt, Đại sứ Nga giải thích. Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Lisa Kati, chỉ trích những cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là bằng chứng cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin không thực sự quan tâm đến đàm phán hay ngoại giao. Cùng ngày đó, Nga nói rằng nước này có thể đồng ý với Mỹ về sự cần thiết của một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine, song hạ thấp triển vọng về các cuộc đàm phán cho tới khi Moscow đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, theo hãng Reuters. Bình luận trên được người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra một ngày sau phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng cuộc xung đột tại Ukraine gần như chắc chắn sẽ kết thúc bằng ngoại giao và đàm phán, và một nền hòa bình công bằng và bền vững là điều cần thiết. Đáp lại, ông Peskov nhấn mạnh, tôi đồng ý rằng kết quả của cuộc khủng hoảng Ukraine phải là một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhưng về triển vọng đối với các cuộc đàm phán, chúng tôi chưa thấy vào lúc này. Chúng tôi đã nói nhiều lần như vậy. Khi được hỏi điều gì sẽ diễn ra để những triển vọng như vậy thành hiện thực, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine phải đạt được các mục tiêu mà nước này đề ra. Theo Reuters, những mục tiêu mà Nga đề cập vẫn chưa được xác định rõ ràng và dường như đang có sự thay đổi trong bối cảnh lực lượng Ukraine đạt được những bước tiến quan trọng trên chiến trường. Mỹ và Nga gần đây cũng đề cập khả năng đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến tại Ukraine. Đầu tháng này, trong buổi họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với ông Putin nếu ông ấy thực sự quan tâm đến chuyện tìm cách chấm dứt cuộc chiến.
phản hồi thông điệp kêu gọi đối thoại của ông Biden. Người phát ngôn Điện Kremlin từ chối đề xuất của Washington và tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, ông Peskov vẫn khẳng định Tổng thống Putin luôn sẵn sàng cho các hoạt động liên lạc và đàm phán. Việc sử dụng các biện pháp ngoại giao chắc chắn là cách được ưu tiên hàng đầu để Moscow có thể đạt được những mục tiêu nhất định. Gì Mỹ và Ukraine muốn chưa chắc là điều mà Nga và Putin muốn. Mặc dù ủng hộ đàm phán hòa bình, nhưng người đứng đầu hai nước vẫn không quên tự đề cao bản thân, biến mình thành một vị thần có tấm lòng bao dung, sẵn sàng cho kẻ thù một con đường sống. Nếu vẫn giữ thái độ bố đời này, thì khả năng đàm phán trong hòa bình với Nga sẽ lại chỉ là giấc mơ mà thôi. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử, thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.